Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhá. Chúc mọi người có một ngày mới thật là nhiều vui vẻ. Đấy thì hôm nay bầu trời bên ngoài rất là nắng luôn. Thì hôm nay mình sẽ thử thách bạn Diệu ăn cái món này mọi người nhá. Đây là món xiên vừng. À không phải món xiên vừng mà đây là món bánh bò miếng vừng mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ thử thách bạn này thôi. Thì hôm nay thì mình không làm được ẩm thực. Hôm nay thì mình đi mua sẵn về. Đấy thì xin chào mọi người đi. Hello, lại là mình đây. Hey ho. Đấy, hôm nay mình cắt tóc. Dịu chê mình ngố mọi người ạ. À. Đấy thì không sao đâu. Bây giờ Dịu khui ngố hơn mình đúng không? Này, bắt đầu. Rồi, bây giờ cuộc thi như thế này nhá. Bây giờ luật chơi là mình sẽ, nếu mà mình thua thì mình sẽ bị Dịu lấy nhọ nhồi lấy cái đít son để mặt. Không ở quý kín mặt đi, cứ cho nên kiểu kín mặt đi, mình sẽ cố gắng mọi người nhá. Mọi người ủng hộ cho mình nhá, có ai ủng hộ cho Dịu không? Chắc không ai đâu mọi người nhỉ. Đấy đấy, bây giờ mình sẽ thách thôi, quyết tâm ăn thắng để quyết nhọ nhồi, chứ mặt mình mày không thể làm quyết nhọ nhồi được. Trưa nay mình chưa ăn cơm, chắc chắn mình sẽ thắng rồi. Thử thách này đơn giản rồi. Bà Dịu bà bảo sáng nay bà ăn hai bát cháo, nhưng mà mình nghĩ bà sẽ thua thôi. Chưa nay chứ. Chưa nay tháng này. Ở chưa nay quên. Chưa đến chiều. Nước hết thì ăn cái tiếp theo nha. Ăn cái nước trong bụng. Nước hết rồi nha. Vẫn là góc quay chôn hôm qua mọi người ạ, mà hôm nay mình sẽ không chôn nữa. Hôm nay mình sẽ mình định sẽ đẩy nó sang nào mạnh hơn. Ui, nó cay cay nhỉ. Đáng cái cay ngọt ngọt mọi người ạ, có vừng nữa này. Nhà bao giờ là 2 phút rồi mọi người ạ. Còn 8 phút nữa. Cố gắng thắng. Anh ăn. Thôi như chơi để đó. Anh làm cứ để ốm mày cái gì vậy. Nên cứ đôi mà ăn hết à. Ê, một cái mà. Một cái. Ui, ngon thật đấy mọi người ạ. Rất là ngon. Đau lắm quá mọi người ạ. Ngại lên. Những vị khách không mời mà đến. Đầu thì ăn rất ngon mà mình cảm thấy khát nước quá. Có đủ uống nước không? Có đủ không, nước. Không. Không đủ uống nước à? Thì khách thì không, khách không được uống nước. Mình xong hết rồi. Mình chậm rồi. Mỏi răng quá mọi người ạ. Ôi, nó không, nó cay thì nó cay dịu dịu thôi. Dịu đấy. Dịu đấy. Nó cay thì cay, gọi là cay xương xương vậy thôi. Dịu thì dịu que của mình chỉ được có được 2 tháng không? Không biết luôn, thì mình cũng đang chuẩn bị đi học mọi người ạ. Dịu đi học ở Đà Nẵng ấy, mà Đà Nẵng hiện tại có dịch. Nhưng mà đợt này là nghỉ hè rồi. Một tuần nữa mình sẽ biết điểm. Thi Thi tốt nghiệp đấy. Rồi mình sẽ ăn tiếp, tiếp cái này nhá. Thôi. Bằng nhau à? Bằng nhau mọi người à, mình tưởng mình thắng cơ.
Thôi anh chậm nói. Không, tôi chịu thua đi. Mày ạ. Mày thì thua đi. Không sai được giường, à không kinh nữa. Không trên nhìn dưới cả. Ơi, ăn lên qua không dùng nữa cả. Không, thế về anh dưới. Thôi, đây là 4 phút 52 rồi. Ui dồi ôi. Sẽ cố gắng ăn nhanh nhá. Rượu ơi, rượu đi rượu ơi. Ơi. Khó nhằn. Nó dai rồi. Ăn nhiều bằng mồm. Thôi nhá. Ngon thì ngon thật. Giờ ăn của bao nhiêu người ăn. Thế ăn hết hôm này thôi. Nhưng mà clip của mình khá là dài đấy. Mong người đón xem hết clip của mình nhá. Mà ta phải thắng mày. Ta phải thắng mày. Mất chạy mọi người nhỉ. Ngáo. Con này mà là đứa em gái mình suốt ngày. Mày thằng em trai mình đánh họ. Phép đi. Ôi. Đấy. Mày ta mua sẵn cho mày ăn đấy. Mày thấy tao tốt bụng chưa? Đời trước tao là một giang hồ lắm đấy. Mọi người có thấy thằng nào giang hồ tốt mình chưa? Thế. Hôm nay, à hôm qua mình đi cắt tóc về. Thế mình cắt tóc. Thấy dịu cắt tóc. Ai mẹ bôi chút bôi làm. Còn đâu. Bôi để nó bắt mình sẽ đỏ mọi người ạ. Khó nhà quá. Ta cố gắng. Dịu ơi tôi nhà cái chắc. Để đọ mình ăn hai bát cháo buổi trưa là đọ mình. Thôi nha, tôi ta sẽ bôi mày đen xì mặt xung quanh mẹ mình luôn. Ồ. Gần 7 phút rồi mẹ. Hơn 7 phút thôi. Ăn gần chán. Nãy giờ mình sẽ ăn gần hết một hộp rồi. Dài lắm. Trong đây là một, ở đây là một hộp nhưng mà có 3 khe khay ấy. Nên mình gần hết một khay rồi. Chuyện về thời thơ ấu. Về thơ. Cao hơn dịu nhiều. Hôm nay dịu có một cái áo hơi bị Barbie luôn. Sticker Doraemon. Mình thích Doraemon. Ta thích làm suka cơ. Anh nhở? Chào em. Thôi thì để mình sẽ cùng ăn đấy thôi. Mày còn mấy cái á? Ta là 3 cái nhớ mày còn 4 cái nữa. Ra cách thắng này thôi. Cứ chạy. Mời cưng. Quay. Mời. Rồi. Chắc có mẹ ta này mỗi thứ đó. Ăn hết mồ hôi còn hồ để lại. Tí cho khán giả ăn nữa. Đây. Mọi người ơi. Mọi người há ra miệng, há mồm ra để mình đút cho mọi người nào. What the hell? Mình sẽ ăn tiếp cái này nhé. Cái gì có bao nhiêu cái nữa? Của mình còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cái nữa. Ê, ta đến sỏi không? Em giờ xem. Hôm nay 11 phút 16 rồi. Có lẽ cái thử thách này mình sẽ ăn. Thôi 10 phút là hết rồi. Mày ăn đi. Mày ăn được bao nhiêu ăn nha? Hơn 10 phút rồi. Có nghĩa là để lại hai cái này. Có nghĩa là hai đứa chỉ ăn thi hai là hai hộp thôi, bởi vì là tao nó hỏi mày có ăn được nữa không? Đến xem tao thắng mày rồi. Hơn 10 phút rồi. Tao ăn mỗi lúc hai cái mà. Mày ăn 2 cái thì bao giờ đấy? Kể cứ chơi đi. Cứ chơi cho đến 15 phút thì thôi. Mọi người nhỉ? Mệt mồm rồi. Hai cái gì thì hai cái. Uầy, ngay trời nắng to.
ngon đúng không? Chua không nó ra chua chua mẹ. Chua nhá. Mơ tao nó đuổi. Thế? Hai cái liền đúng không? Đều ăn bốn cái liền đó mọi người. Cái này vừa mới mua tao ấy, mình đi tan hết rồi. Không ăn nữa. Chua rồi. Bỏ xuống đi, hết giờ rồi còn. Gì? Hết giờ rồi, hơn 10 phút là 10 phút mà. Hết giờ rồi, bỏ xuống đi. Không. Đến đi. Chưa 15 phút. Không. Nhưng mà mày còn bao nhiêu cái nữa của tao, còn nãy giờ tao chưa ăn em 4 cái này. 5 này, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây mẹ. Hết rồi. Hết nãy giờ tao có dừng. 13 cái rồi, nó chua, cho mẹ ngồi rồi. Hát chua của mọi người á. Ăn rồi hết rồi. Bên này còn 13 cái, nó tận là bao nhiêu? Tận bao nhiêu mà tận bao nhiêu? 15 cái. 15 cái, chua 2 cái thì 2 cái bên trong mình nữa. Thế này thằng này là chua. Có lẽ mình sẽ xin thua thôi. Giờ mày, bây giờ tao vào kia tao nấy nhọ nhồi à? Ừ, cho mình hai cái. Mày nấy bôi tao à? Bôi thông chơi thôi. Tao bôi chín mặt. Bôi tao chảy. Nam nhân. Nam tử. Mọi người ơi, bây giờ là tiết mục tra tấn. Bây giờ nó chua đấy, bây giờ mình sẽ quệt nhọ nhồi nó nhé. Mình cắt mặt. Gì? Con đưa hai cái. Cái gì? Con tay một quên. Một cái mà. Vừa thôi. Mình thấy cái gì mới yêu đời rồi ạ. Sướng lần đầu tiên được tập thằng này nha mọi người nhá. Một. Nhẹ thôi. Hai. Ba. Mọi người ơi, tôi bị thua rồi. Thất bại rồi. Sau cái clip ngày hôm nay thì tôi sẽ rất là buồn. Đây cái khuôn mặt của tôi. Thôi hôm nay tôi thua rồi. Chả nói được câu gì nữa. Thôi còn đây video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhá. Thì hôm nay thì mình có thua được 2 cái thôi. Mà bị tra tấn vào mặt như vậy. Đáng nhẽ cái đứa, đáng nhẽ cái dịu nó phải chịu cái trách nhiệm của ảnh hưởng này mọi người nhỉ. Đấy, mày vào mày nhìn mọi người này, người ta vui không? Hello mọi người ơi, thấy video này hay hãy like và share cho bạn đi nha. Thôi, video của mình đến đây kết thúc nha. Nếu mọi người có ý tưởng gì hay hãy comment thật nhiều vào để mình có thể tiếp tục làm theo nhá. Đấy thì video của mình đến đây kết thúc. Bye bye.